Tin chuyển nhượng 9 trên 6, Mu xác định người thay thế huấn luyện viên Ten Hag, Chelsea nổ thương vụ đầu tiên. Manchester United chọn người thay thế Eric Ten Hag hay Chelsea công bố thương vụ đầu tiên. Sẽ là những tin tức chuyển nhượng mới nhất hôm nay 9 tháng 6. Mu muốn Gareth Southgate thay Ten Hag. Theo Phi Chargers, Manchester United đang nhắm đến Gareth Southgate với tư cách là ứng cử viên hàng đầu thay thế Eric Ten Hag, làm huấn luyện viên trưởng mùa giải tới. Quỷ đỏ đang đánh giá lại màn trình diễn của họ sau một mùa giải đáng thất vọng, có thể dẫn đến việc huấn luyện viên người Hà Lan bị sa thải. Chủ sở hữu thiểu số của câu lạc bộ, Sir Jim Ratcliffe, đã thực hiện một số thay đổi quan trọng về cơ cấu ở câu lạc bộ, có suy đoán rằng sự thay đổi về chủ nhân của ghế nóng có thể là bước tiếp theo trong kế hoạch của ông. Theo The Independent, quá trình xem xét có thể mất vài tuần vì câu lạc bộ không muốn đưa ra quyết định quan trọng như vậy một cách vội vàng. Chelsea thông báo thương vụ mới The Blue mới đây đã báo hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ cao 1m96, Tosin Oda Abiozo. Đây là tân binh đầu tiên của đội chủ sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Theo đó, hợp đồng của Tosin Sinoda Abiozo với Chelsea có thời hạn 4 năm, sau khi anh đến câu lạc bộ nửa xanh thành London theo dạng tự do từ Fulham. Brighton đặt thỏa thuận miệng về người thay thế Jerbi. Brighton đã đưa ra lựa chọn đáng ngạc nhiên để thay thế Roberto Jerbi. Theo đội chủ sân Amex đã đạt được thỏa thuận miệng với Fabian Horel, huấn luyện viên hiện mới chỉ 31 tuổi. Fabian Horel gây ấn tượng với Brighton bởi việc đã giúp Pauli giành suất thăng hạng Bundesliga mùa tới sau 13 năm. Nhiều đội bóng muốn ký hợp đồng với Griezmann. Anthony Griezmann đang đứng trước ngưỡng cửa quyết định tương lai của mình, khi các câu lạc bộ Premier League và MLS xếp hàng để ký hợp đồng với ngôi sao Atletico Madrid. Everton báo giá Brand Thoa IT cho Man United. Manchester United dự kiến sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng với hậu vệ Zarat Brand Thoa IT của Everton và đội tuyển Anh vào cuối tháng 6, nhưng phải chi khoảng 75 triệu bảng, 96 triệu USD cho cầu thủ này.